Cổ nhân giảng: nước rút lộ đá, ngày lâu hiểu người. Người sợ cám dỗ, ao sợ thấm nước. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, thời gian và thử thách luôn là thước đo chân thực nhất cho bản chất của mọi thứ. Cũng giống như khi nước rút, đá sẽ lộ. Chỉ qua thời gian và những biến cố, ta mới thực sự hiểu được lòng người. Một người bạn thật sự là người khi bạn gặp khó khăn sẽ luôn kề vai sát cánh, chia sẻ gánh nặng với bạn. Có người nói, bạn thực sự là người mà bạn có thể mở miệng vay tiền, và là người bạn có thể nói chuyện, tâm sự và gọi điện bất cứ lúc nào. Nhưng hai điều này không còn là tiêu chuẩn để đánh giá tình bạn thật sự nữa. Bởi vì thêm hoa trên gấm thì dễ, nhưng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn mới khó. Khi bạn thành công, hầu hết mọi người đều muốn cho bạn vay tiền và nghe bạn than thở tâm sự. Nhưng khi bạn gặp chuyện, tình hình lại khác. Đừng nói đến việc cho vay tiền, ngay cả việc gặp mặt họ cũng sẽ tránh bạn. Đến lúc đó, bạn mới hiểu ra rằng tình cảm trước đây chỉ là giả tạo. Vì vậy, trong cuộc sống chúng ta thường nghe nói, thật sự gặp chuyện rồi mới biết rốt cuộc ai thân với mình. Một câu nói đơn giản mộc mạc lại nói hết đạo lý sâu sắc của hoạn nạn mới thấy chân tình. Bạn bè thật sự nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, chứ không phải như có đầu tường gió chiều nào theo chiều ấy, không có một tấm lòng kiên định để đối xử với bạn bè. Khi bạn gặp hoạn nạn, đừng lo lắng, bạn bè thật sự nhất định sẽ giúp bạn thoát khỏi khốn cảnh. Còn chúng ta, nếu cũng có thể đối xử với bạn bè bằng một tấm lòng chân thành, trân trọng bạn bè của chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta trong lúc khó khăn. Có câu chuyện kể rằng, người thời Tấn là Tuân Cự Bá biết tin bạn bị bệnh, nằm liệt giường liền đến thăm bạn. Đúng lúc giặc cướp tấn công vào thành, chúng đốt nhà cướp của, làm đủ mọi điều ác. Người dân bỏ nhà bỏ cửa chạy trốn khắp nơi. Người bạn cũng nhiều lần khuyên Tuân Cự Bá, nói mình bệnh nặng, cũng sống không được mấy ngày nữa, để anh ta nhanh chóng chạy trốn mới quan trọng. Nhưng Tuân Cự Bá nhất quyết không đi. Anh ta nói, tôi từ xa đến thăm anh, bây giờ giặc đến, đại nạn ập tới, tôi sao có thể chỉ lo cho mình, bỏ mặc bạn bè không quan tâm chứ. Nói xong liền điềm nhiên sắc thuốc cho bạn. Đợi anh ta bưng thuốc đến đầu giường, cửa bị đập vỡ, một đám giặc cướp xông vào. Phát hiện trong thành vậy mà còn có người chưa chạy trốn, liền hỏi Tuân Cự Bá, ngươi là ai, gan cũng lớn quá, cả thành đều đi rồi, ngươi tại sao không chạy? Tuân Cự Bá đứng dậy, điềm tĩnh đến trước mặt tên đầu sỏ của chúng, chỉ vào người bạn nằm trên giường và nói, bạn tôi bệnh rất nặng, căn bản không thể đi lại được, xin các người mau rời khỏi đây đi, đừng làm bạn tôi sợ. Các người có chuyện gì thì cứ tìm tôi, nếu muốn chết tôi có thể thay anh ta chết, tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Đám giặc cướp nghe xong thấy sửng sốt vô cùng, sau đó cũng bị thái độ xả thân vì bạn không sợ hãi của Tuân Cự Bá làm cảm động, trong lòng rất khâm phục. Tên cầm đầu toán cướp nói, không ngờ ở đây còn có người phẩm chất cao thượng như vậy. Chúng ta, những kẻ không có đạo nghĩa, lại xông vào nơi có đạo nghĩa. Nói xong liền dẫn người ra khỏi thành. Giặc cướp rút đi, toàn thành người dân được bảo toàn tính mạng, tài sản. Tuân Cự Bá và người bạn của anh ta cũng trở thành bạn sống chết có nhau. Như Tuân Cự Bá có thể trong lúc bạn bè nguy cấp không rời bỏ, nghĩa khí này ngay cả giặc cướp đốt nhà, cướp của, làm đủ mọi điều ác cũng có thể cảm động. Trong hoạn nạn đưa tay giúp đỡ, dù chỉ là một lời an ủi ấm áp, đối phương cũng sẽ khắc ghi trong lòng. Đến khi sau này bạn có việc cần, anh ta sẽ như mưa đúng lúc đến bên cạnh bạn, giúp bạn một tay. Nhưng trong thực tế, có những người sau khi người khác thoát khỏi khó khăn mới nói lời hay. Sao lại thế này? Biết trước anh có khó khăn, tôi nhất định sẽ giúp một tay. Người có lời nói như vậy không phải vì họ không biết người khác cần giúp đỡ, mà là họ không muốn giúp. Quả thực thật là những lời giả tạo. Lại có chuyện kể rằng, có một người phụ nữ lấy một chàng trai nghèo không cha không mẹ. Sau khi kết hôn, hai người rất yêu thương nhau. Người đàn ông lái xe kiếm tiền, người phụ nữ ở nhà quán xuyến việc gia đình. Chưa đầy một năm đã sinh được một cậu con trai bụ bẫm. Ba người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng tục ngữ nói, vợ chồng nghèo trăm sự buồn. Chẳng mấy chốc họ đã cãi nhau, ngày tháng cứ thế trôi qua, lúc nắng lúc mưa. Không lâu sau, chuyện không muốn bất ngờ đã xảy ra. Người đàn ông khi lái xe giao hàng đã gây tai nạn nghiêm trọng. Anh ta sợ quá chạy một mạch về nhà. Người phụ nữ nói: "Thế này không thể được, đã thành tội bỏ trốn rồi, anh mau đi đầu thú đi." Sau khi đi đầu thú, người đàn ông bị tạm giam. Người phụ nữ lau khô nước mắt, tìm một công việc quét dọn vệ sinh. Cả ngày bế con, bất kể mưa gió, quét trên đường phố. Có thời gian thì đi khắp nơi vay tiền, bồi thường cho gia đình người mất. Chật vật cả nửa năm, vụ án cuối cùng cũng có kết quả. Người đàn ông được tha bổng. Anh ta trở về nhà, nhìn thấy đứa con trai trắng trẻo bụ bẫm, nhìn thấy nhà cửa cũng ngăn nắp gọn gàng. Lại nhìn vợ, vừa đen vừa gầy, cảm động khôn xiết không nói nên lời. Từ đó về sau, hai người không bao giờ cãi nhau nữa. Ngày tháng lại ngọt ngào như thuở mới cưới. Tục ngữ nói, đường dài mới biết ngựa hay, thời gian mới hiểu lòng người, gió mạnh mới biết cỏ dẻo dai, hoạn nạn mới thấy tấm chân tình. Chỉ có người chịu đựng được thử thách mới là người đáng tin cậy, cũng mới là người tình cảm thực sự. Cuộc đời con người gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Đi đến thành công cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Khi bạn rơi vào khó khăn, điều cần nhất chính là người khác đưa tay giúp đỡ bạn. Vậy khi người khác rơi vào khó khăn, bạn có đưa tay giúp đỡ người khác không? Từ đạo lý tiến thoái, trong cuộc sống, vào thời khắc quan trọng hãy giúp người khác một tay. Phải biết lúc này, dù không cần giúp đỡ người khác quá nhiều, người khác cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Khi bạn tiến lên, họ sẽ giúp bạn một tay. Khi bạn lùi bước, họ sẽ giúp bạn chắn gió che mưa. Đương nhiên, làm ơn không cầu báo đáp. Nếu người ta không nhớ, cũng đừng vì thế mà oán trách họ. Còn người khác, vào thời khắc quan trọng đã giúp mình, chúng ta cũng phải nhớ biết ơn báo đáp. Bởi vì một người biết ơn mới khiến người ta cảm thấy đáng giúp đỡ. Trong nghịch cảnh, bạn bè mới thật sự quý giá. Vì vậy, chúng ta cần trân trọng những người đã kéo ta ra khỏi vũng lầy. Vì trong hành trình cuộc đời sau này, họ sẽ là chỗ dựa, đứng bên ta trong mọi tình huống, mang lại cho bạn sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu nói: người sợ bị cám dỗ, ao sợ bị thấm nước. Sức khỏe, hạnh phúc và của cải, tất cả những điều tốt đẹp đều bắt nguồn từ một tâm hồn trong sạch. Vì vậy, để có được những điều tốt đẹp này, chúng ta cần phải từ chối mọi cám dỗ, giữ cho tâm hồn mình thanh khiết và trong sáng. Con người sợ bị cám dỗ, cũng như ao sợ bị rò rỉ. Quả thật, cám dỗ là chướng ngại vật lớn nhất trên đường đời. Phẩm chất quan trọng nhất của một người thành công là khả năng chịu đựng sự cô đơn và từ chối mọi cám dỗ. Chắc hẳn chúng ta đã quen thuộc với câu chuyện về nàng Bạch Tuyết. Cám dỗ giống như quả táo trong tay mụ hoàng hậu độc ác. Nó đẹp nhưng lại rất độc. Đối mặt với cám dỗ như vậy, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của người khác như Bạch Tuyết. Chúng ta trong cuộc sống thực không may mắn như Bạch Tuyết. Nếu bị lợi ích làm mơ mắt, sẽ hối hận cả đời. Vì vậy, chỉ có thể kiên quyết từ chối cám dỗ, hướng tới mục tiêu đúng đắn, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu và ảnh hưởng, mới có thể giữ được sự trong trắng trong tâm hồn. Như câu chuyện dưới đây về Jack, chỉ khi làm việc mà không còn nhìn thấy tiền, không quan tâm đến tiền, anh ta mới có thể giữ được sự thanh tịnh trong tâm hồn, giữa muôn vàn cám dỗ và cạm bẫy, để trở thành một người đáng tin cậy. Jack tìm được một công việc thủ quỹ tại một ngân hàng. Một hôm Jack đang đếm tiền thì ông chủ ngân hàng đến và hỏi anh ta: "Anh đang đếm cái gì trong tay vậy?" Jack thấy lạ nhưng vẫn thành thật trả lời: "Là tiền ạ." Một thời gian sau, khi anh ta đang đếm tiền, ông chủ lại hỏi anh ta: "Anh đang đếm cái gì trong tay vậy?" Anh ta vẫn thành thật trả lời: "Là tiền ạ." Thời gian trôi nhanh, Jack đã làm việc ở ngân hàng được gần một năm. Hôm nay ông chủ lại hỏi anh ta: "Anh vẫn đang đếm tiền trong tay sao?" Lần này Jack trả lời: "Không ạ, đây không phải là tiền, đây là công việc của tôi." Ông chủ nghe xong mỉm cười và nói với anh ta: "Trong mắt anh không còn tiền nữa, tôi có thể yên tâm nghỉ hưu rồi." Mỗi người đều phải nhận ra rằng cám dỗ luôn ở bên cạnh mình, đặc biệt là khi bạn đang ở trong giai đoạn cô đơn và khó khăn. Bạn càng dễ bị cám dỗ bởi lợi ích. Một số cám dỗ có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn, nhưng chúng sẽ cản trở bạn đạt được thành công lớn hơn hoặc hạnh phúc lâu dài. Nếu không muốn nói, thậm chí có thể làm cho bạn thân bại danh liệt. Vì vậy, hãy bình tĩnh, giữ vững lập trường, chịu đựng sự cô đơn, và giữ vững tâm hồn mình. Chỉ bằng cách này bạn mới có thể đi xa hơn và có sức đề kháng tốt hơn trước cám dỗ. Thủ vững bản thân, dù mất đi lợi ích nhất thời nhưng lại giữ được nhiều thành quả hơn. Nếu một người có thể giữ được bình tĩnh khi mọi người đều không chịu được sự cô đơn và hành động theo cảm hứng nhất thời, bất kể tình hình có biến động như thế nào, anh ta vẫn có thể bước đi bình tĩnh. Khi tất cả mọi người từ bỏ nguyên tắc, bất chấp thủ đoạn để theo đuổi lợi ích, anh ta có thể giữ mình trong sạch giữa thế giới đụng ngầu, từ bỏ lợi ích trước mắt, cô đơn kiên trì. Khi mọi người đều rút lui theo dòng chảy, anh ta vẫn tin rằng màn đêm chỉ là tạm thời, dựa vào niềm tin và ý chí kiên trì trong cô độc cho đến khi bình minh đến, thì anh ta nhất định có thể đạt được những thành tựu phi thường. Chịu đựng sự cô đơn không chỉ đòi hỏi sức chịu đựng phi thường mà còn cần phải tuân thủ các nguyên tắc và niềm tin của bản thân. Hơn thế nữa là từ chối cám dỗ để có thể thực sự trưởng thành. Chuyện kể rằng, nàng tiên cá Siren sống ở đảo Siren gần biển Sicily, có đôi cánh như chim mưng. Ngày đêm nàng hát những bài hát mê hoặc để dụ dỗ những con tàu đi qua đây. Odysseus là một anh hùng trong cuộc chiến thành Troy, đã từng đi qua hòn đảo của những nàng tiên cá Siren. Nghe đồn, những nàng tiên cá này có giọng hát mê hồn, quyến rũ đến mức những ai đặt chân lên đảo sẽ không thể thoát khỏi. Để chống lại sự cám dỗ của tiếng hát, Odysseus đã bảo các bạn đồng hành bịt tai bằng sáp ong. Tuy nhiên bản thân Odysseus lại tò mò về vẻ đẹp của giọng hát đó nên đã không bịt tai. Để tránh mất kiểm soát và lên đảo, anh ta đã yêu cầu các bạn đồng hành trói mình vào cột buồm và dặn rằng dù anh ta van xin thế nào cũng không được cởi trói. Quả nhiên, khi con tàu đi qua hòn đảo của những nàng tiên cá Siren, Odysseus nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, hát những bài hát du dương. Giọng hát của họ như chim sơn ca, uyển chuyển và lay động lòng người. Nghe thấy giọng hát tuyệt vời này, Odysseus cảm thấy một ngọn lửa bừng cháy trong lòng. Anh ta khao khát chạy đến bên họ và hét lên để các bạn đồng hành thả anh ta ra. Nhưng các bạn đồng hành chỉ tập trung chèo thuyền về phía trước, không thể nghe thấy tiếng anh ta nói gì. Một người bạn đồng hành nhìn thấy sự giằng xé của Odysseus, biết rằng anh ta đang bị cám dỗ giày vò, bèn bước tới, không quan tâm đến vẻ mặt cầu xin của Odysseus mà còn trói anh ta chặt hơn. Sau một thời gian dài chịu đựng sự giày vò trong nội tâm, cuối cùng Odysseus và các bạn đồng hành đã vượt qua hòn đảo của những nàng tiên cá Siren và trở về được quê hương mà họ hằng mong đợi. Odysseus và các bạn đồng hành của anh đã vượt qua được cám dỗ của tiếng hát mê hoặc của những nàng tiên cá Siren và cuối cùng đã trở về quê hương. Chỉ bằng cách giữ vững lập trường của mình, chúng ta mới có thể chống lại mọi cám dỗ và đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, sự cám dỗ của lợi ích có thể khiến con người mất đi khả năng phán đoán lý trí, khiến họ theo đuổi cám dỗ với suy nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội này. Kết quả là cám dỗ biến thành ảo tưởng, khiến con người ta mất đi phương hướng, chiến đấu trong mê cung và hỗn loạn, kiệt sức, mất hết năng lượng và trí tuệ, cuối cùng thất bại trong trận chiến hỗn loạn này. Nhiều người chính vì không chịu được cô đơn mà đẩy mình vào con đường nguy hiểm, khiến bản thân đánh mất nhiều cơ hội thành công hơn. Con người rất dễ bị thu hút bởi những cám dỗ trước mắt, dẫn đến đánh mất chính mình. Có rất nhiều ví dụ về những người đã sa ngã vì tiền bạc và sắc đẹp. Cám dỗ có thể đáp ứng nhu cầu nhất thời của bạn, nhưng cuối cùng sẽ là những hòn đá tảng cản trở bạn đạt được thành công và hạnh phúc lâu dài hơn. Một tác giả đã từng nói, thực ra con người rất giống nhau, chỉ khác nhau một chút. Một chút này ở một mức độ đáng kể là khả năng tự kiềm chế. Chính nhờ vào sự điều chỉnh và kiềm chế ham muốn của bản thân mà mới thể hiện được sự cao quý và rực rỡ của nhân tính. Chỉ có kiềm chế sự bốc đồng, ham muốn mới có thể hoàn thiện được nhân cách, mới có thể khiến bạn đi xa hơn. Nước rút lộ đá, ngày lâu hiểu người, người sợ cám dỗ, ao sợ thấm nước là những câu châm ngôn nhắc nhở chúng ta về bản chất thật của con người và cuộc sống. Thời gian sẽ giúp ta hiểu rõ lòng người, cũng như những thử thách và cám dỗ sẽ tiết lộ ai là người kiên định, ai là kẻ dễ bị lung lay. Để tránh những cám dỗ có thể làm mất đi sự trong sạch của tâm hồn, mỗi người cần giữ vững niềm tin, lòng kiên nhẫn và tinh thần tỉnh táo. Chỉ khi vượt qua được những thử thách và cám dỗ, chúng ta mới có thể thực sự trưởng thành và duy trì được sự bền vững trong các mối quan hệ cũng như trong cuộc sống của mình. Hãy luôn nhớ rằng chỉ có lòng kiên định và sự chân thành mới giúp chúng ta đi xa và đạt được những giá trị đích thực. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.